Chào các bạn. Hi, chào các bạn. Các bạn ơi, thì tối hôm nay hai đứa mình ăn ăn tráng miệng nha các bạn. Thì bánh này đâu có không nói đi. Bánh này được hai đứa bạn nó rủ đi ăn mà lười quá không đi, nên là nó bút Grab nó gửi qua cho hai đứa ăn thử lần đầu tiên bánh này luôn. Măng cục quá, thấy bánh nó quá trời tăng động, Trời muốn trời ơi, đen mà hung hung, trời ơi. là Thôi đi bánh đi. này lần đầu tiên mới được ăn mà mới được thưởng thức này. Bánh này thấy rồi nhưng mà chưa có cơ hội ăn. Hôm nay nhờ của bạn nó gửi qua thì hai đứa sẽ ăn thử đi. Còn bây là bánh mì sữa là bỏ hộp á, Grab nó chở qua nên nó bị chảy cái kem với sữa ra bạn. Thì thôi bây giờ ăn đi. Bé Măng Cục thấy bánh này giờ đồ quá trời luôn bạn, nhưng Rồi, mà em thử một màu xanh nha. em nó không được ăn lung tung. Đây. Em sẽ một. Cảm ơn. Em ăn kia. Hình như cái trong đây à. Thôi các bạn, sầu riêng. Vô. Rồi, mời các bạn Mời các nha. bạn. Này. Vô. Vô. Vậy mấy chút. Sầu riêng. Thơm. Cắn vô một cái là sầu riêng ngập mặt luôn. Ý quên ngập miệng luôn. Nha. Các bạn coi phía trong là sầu riêng không nào. Mình biết là cái bánh này là nó lâu rồi, nhiều bạn đã ăn từng ăn rồi, nhưng mình á thì mình mới ăn thôi nên là mình sẽ Đây quay lại. là một một bên là sầu riêng nè, cái này là bên đây sầu riêng, là bên đây là kem kem với sầu riêng, cắn vô miệng cái là kem sầu riêng ngập miệng luôn. Doanh nghiệp em ăn cục của mình quá ngon quá. Cái này á các bạn, tại vì mấy bạn mới gửi qua nên là nó không có được lạnh lắm nên là mình muốn ăn liền nên quay liền, chứ chờ nó để lạnh thì nó sẽ chắc ngon hơn ha. Ngon Này lớp bột hoài thì nó dai dai, không? ở trong thì kem và sầu riêng rất là béo và thơm nữa. Cái màu xanh này là lá dứa ha, bột lá dứa ha, còn màu vàng là gì? Không nghe mùi bột, nghe mùi sầu riêng. Mình đang đợi giảm cân nhưng mà phải ăn. Em ăn cục ăn bánh mì luôn, cho em miếng nữa, bụng em yếu quá Đã ăn uống một chứ giờ tụi rồi làm trong hai tay trong chết ở trong là sữa không được đâu. bắt em bắt uống sữa đi. Tội nghiệp em quá mọi người, giờ em đòi giờ em chán rồi không được em nghỉ. Dần em ăn miếng vàng nha. Nãy Ngọc ăn ớt, nãy Ngọc ăn vàng hả? Ngọc ơi. Ăn miếng nha. Thôi mình ăn thử cái này. Mình thích quá, ăn miếng đi miếng nữa. Mình ăn thử món bánh mì sữa này đi. Ngon quá, món này ăn sáng cũng không ngọt. Mời mọi người nghe. Bánh mì sữa với Chè bông. ngon. Có cảm thấy ngán không? Ăn cái này mình không có ngán không? Ngon quá, thơm mặn sầu mặn riêng. ngọt ngọt Có mặn mặn hả? mặn chè bông nè, cá chè bông nè. Trời biết rồi. Nè, cái này. Vậy này là bánh mì sữa chứ bông hả? Trời ơi trời ơi. Sao chà, chà khè vậy hả? Hả? Cái Ngọc tay gì? nó giật lên, nó giật cái tay. Em ăn cục á, chiều ăn rồi, ăn lúc 7 giờ rưỡi. Nó muốn liếm cái tay của mình luôn rồi, trời ơi linh ơi. Các bạn ơi, mình kể chuyện em ăn cục hôm qua là mình sợ hết hồn luôn. Các bạn, là hôm qua không biết là em ăn cục ăn cái gì. Nhà mình là mình quét rất là sạch, tại vì mình có em cục mình quét từ ngõ ngách mà không biết em tìm ở đâu ra một cái hộp một giống như cái một một hạt cườm nhỏ gì đó các bạn, quần áo dính quần áo gớm mà mình không biết. Bạn đi xong cái nửa đêm á các bạn, em ăn cục tự nhiên khò khò ói ra bột trắng á, mà rất là mệt luôn. Ói ra sao mà vô tình em ăn cục ói ra được một cái hạt cườm á, mình mới biết là em nuốt cái đó, mà cái đó đâu có tiêu đâu các bạn. Em ói ra được bột trắng cái hộp đó thôi, mình rất là sợ luôn. Xong cái mình gần sáng gần 6 giờ á, cái mình nấu cháo cho em ăn, em bỏ ăn luôn các bạn. Trời ơi mình sợ, tại vì lần đầu tiên mình đâu có kinh nghiệm nuôi đâu, mình đọc Trời trên mình mạng á, mình đọc trên nhóm.
tại vì mình đọc ở thôi, trên rồi, đó, rồi. Thì mình nghe mọi thôi người nói có... là cái dòng chó đồ này nè các bạn, ăn đi ăn đi, là nó khi mà nó ói ra bột trắng là rất là nguy hiểm. Trời ơi mình sợ lắm, mình tìm hiểu mà lại bỏ ăn nữa là cái bệnh nguy hiểm lắm, mình sợ lắm. Nhưng mà em ói ra cái đó là mình biết em bị nuốt cái đó không có tiêu, mà bây giờ em ói ra được một hộp mà mình đang lo là không biết trong người em có bị nữa hay không. Cái hồi chiều mình làm gì sớm á, cái mình chở em đi phòng khám, nhưng mà người ta nói là cái đó hộp nhỏ quá, có chụp hình á thì cũng không tìm thấy được. Nhỏ với lại nó bằng nhựa, không chụp hình được. Xong cái kim loại cũng được. Trong cái người ta cho cái viên men á, men tiêu hóa cho em uống đi. Trời ơi. Để em đi 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 ra mọi người, thì mình đang chờ đây tới ngày mai để coi em có còn không, mà mình hy vọng là em chỉ ăn một hộp và em ói ngày hôm qua thôi. Nhưng mà hôm nay thấy em theo cái tay của mình chiều giờ đi làm về á thì thấy em hơi nằm im ngủ rồi, giống kiểu mệt mệt á thì mình cũng lo. Nhưng mà nãy giờ mình chiều chơi với em chơi rất là tăng động luôn. Nó thì bây giờ em ói được ra cái đó rồi, bây giờ em ăn rất là ngon, rất là nhiều. Trời ơi không yên, ăn bánh đi, em ăn thử cái này. Trời đất ơi con làm cái gì vậy nè, mọi người ơi, mọi người cô chú ơi, coi em ăn cục nè. Trời đất ơi, bây giờ em chụp hình nè, nè, lấy cái hình này là hình nè của gia đình chúng mình. Ôi trời nó liếm em, nó liếm em. Mọi người ơi, mọi người yêu quý gia đình của tụi mình á thì đăng ký kênh ủng hộ hai đứa mình đi, để hai đứa mình chuẩn bị một cái chuyến đi và tụi mình sẽ chia sẻ lại chuyến đi của tụi mình. Ăn bánh đi, ăn bánh này để em ăn nó ngán, không phải ngán mà là cho nó ăn á. Thôi ăn nữa đâu. Yếu sữa nè. Sữa thì tại gì cái hôm nay là có cái bánh này nên là hai đứa mình quyết định là bật máy lên quay để ngồi để chia sẻ với trò chuyện với mọi người một chút, rồi sau đó sẽ đi ngủ. Chứ thì cái thứ là bánh ngọt buổi tối thì không nên ăn nhiều, nó sẽ bị tăng cân, tại vì bữa giờ mình cũng bị tăng cân rồi nên là mình cũng ăn một chút để chia sẻ cho vui thôi. Thì Ngọc ăn nữa không? Không ăn nữa đâu. Thôi thì Ngọc cũng sợ bị tăng cân á mọi người, thì thôi mình cũng dẹp đi, chứ bây giờ mình ngồi đây em ăn cục cứ thấy bánh thơm quá là em cứ làm như kiểu gần gần lên nè đó, mọi người thấy không, chèo chèo quá trời luôn. Bây giờ mình không cho ăn thì rất là tội em, nên là thôi bây giờ mình chúc mọi người là ngủ ngon. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ gia đình mình nghe, thì mình xin dừng video đây và sẽ hẹn gặp lại ở những video sau. Ngọc chậm tạm biệt mọi người nghe, nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho tụi mình nghe. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người ngủ ngon.